Xin được chào mừng các bạn. Chúng ta gặp nhau trong một live stream mà tôi thông báo với các bạn vào buổi tối nay với chủ đề mối quan hệ với bố mẹ, nguồn gốc của sự thịnh vượng và hạnh phúc của cuộc đời con người. Tôi vừa được biết thêm cái điều này trong một vài hôm, cụ thể là trong hai hôm, khi tham gia một khóa học về tâm linh, có tên là Từ tồn tại đến sống thật, của Học viện One Need, Học viện của Ấn Độ. Và tôi biết thêm một điều nữa vô cùng tuyệt vời, rằng nguồn gốc của hạnh phúc, của sự thịnh vượng, nó bắt nguồn từ bố mẹ chúng ta, bắt nguồn từ mối quan hệ giữa chính chúng ta, bản thân mỗi cá nhân chúng ta với bố mẹ. Đó là mối quan hệ quan trọng nhất. Sau đó mới đến các mối quan hệ khác như là vợ chồng, con cái và anh em. Và tự chung trong phần live stream này thì tôi bật mí các bạn một điều. Nếu như ai đó trong chúng ta mà đang có một cái mối quan hệ không tốt, thậm chí đến bất đồng với bố mẹ, thì đây là nguồn gốc của mọi sự trượt dốc, đổ vỡ, khủng hoảng. Và cái cách để giải quyết vấn đề này là quay trở lại. Quay trở lại và giải quyết vấn đề. Không được né tránh nó, không được giả vờ quên nó. Bởi vì một ai đó càng giả vờ quên, càng cố tránh né, lao vào những công việc, những cuộc vui, rồi đại ý là bất cứ làm điều gì nhằm tránh né cái điều này, thì nó vẫn như là một cái lối mòn, nó dẫn đến nhiều những bất hạnh hơn. Và trong khóa học này tôi tâm đắc rất nhiều điều, bởi vì như chia sẻ với các bạn, gần đây thì tôi đã có những đột phá quan trọng từ nền tảng NLP với tư cách một nhà huấn luyện NLP cấp độ quốc tế. Thì từ nền tảng đó tôi biết về nguyên nhân hình thành cái nguồn gốc của con người, Rồi sau đó thì khóa học này lại cho tôi biết thêm một cái điều nữa là gì? Nếu như thế giới vật lý này, nó có cái luật của thế giới vật lý, như là luật về luật trọng lực, lực hút của trái đất chẳng hạn, như thế giới vật lý, luật hấp dẫn, trọng lực chẳng hạn. Thế thì ở tâm linh, cái thế giới tâm linh, nó cũng có cái luật của thế giới tâm linh, Và trong chương trình này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh điều này. Và khi hiểu biết được điều này, chúng ta sẽ biết nguyên nhân cơ bản tại sao rất nhiều người lại không vui, rất nhiều người thậm chí là bất hạnh, rất nhiều người stress, rồi rất nhiều người đổ vỡ trong gia đình, rất nhiều người đổ vỡ trong mọi mối quan hệ. Và đây là cái nguyên nhân gốc rễ khiến cho mọi chuyện về kinh doanh, về sự nghiệp, về đời sống của một cá nhân trở nên bất hạnh. Học viện One Need, lấy tên là One Need là sự hợp nhất. Và những chương trình của Đại học One Need này cho rằng, chứng minh rằng, nếu như một người đạt hạnh phúc, nếu như một con người đạt đến sự hạnh phúc, thì người đó sẽ không làm hại ai cả. Một người hạnh phúc thì người đó sẽ không hành động điều gì để hại đến ai cả. Còn nếu như một người đang không hạnh phúc, còn nếu như một người đang hại ai đó, đang xâm phạm, dẫm đạp lên quyền lợi của một ai đó, thì người đó đang chưa hạnh phúc. Đang bất hạnh. Và đó chỉ là một sự bộc lộ bên ngoài bởi những bất hạnh bên trong mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chứng minh, và tôi đã ghi lại những điều này để chia sẻ cùng các bạn. Trong cái phòng thí nghiệm cuộc đời của OneNet, các thí nghiệm chỉ ra rằng một người chỉ hạnh phúc, một người sẽ chỉ hạnh phúc khi mối quan hệ mẫu hệ, tức là mối quan hệ của người đó với lại bố và mẹ, rồi các mối quan hệ với vợ chồng, anh em, con cái được hạnh phúc. Mà then chốt trong mối quan hệ này là với bố và mẹ. Và nếu ai đó
đang bị bất hòa trong mối quan hệ này, đặc biệt là mối quan hệ giữa bố và mẹ, thì nếu không chữa lành thì mọi chuyện cũng sẽ trượt dốc dài dài, đổ vỡ, hoặc rồi dậm chân tại chỗ, rồi lâm vào suy thoái. Các bạn hãy nhìn điều này xung quanh cuộc sống của mình. Nhìn vào những ông chủ rất lớn trong sự nghiệp. Nhìn vào tất cả những người xung quanh. Để các anh chị thấy một điều. Nếu như người ta bất hòa vào cái mối quan hệ giữa mẫu hệ này, thì sự nghiệp của họ ra sao? Đời sống tinh thần của họ ra sao? Mối quan hệ vợ chồng ra sao? Mối quan hệ giữa con cái ra sao? Và những mối quan hệ của người đó nói chung sẽ ra sao? Các bạn sẽ thấy ngay. Và chúng ta có hai loại tâm thức. Chúng ta có hai loại tâm thức trong cuộc sống này. Đây là một cách lý giải rất riêng mà ở nhiều cuốn sách khác, như đặc biệt là tác giả Napoleon Hill. Ông ấy nói rằng, có trong một cuốn sách gọi là Hãy chiến thắng con quỷ trong bạn. Chiến thắng con quỷ trong bạn. Cuốn sách này cho biết rằng, trong đầu chúng ta, trong con người chúng ta, thì có một bên là một ác quỷ và một bên là thiên thần. Ác quỷ thì luôn luôn là ngăn cản chúng ta và định hướng chúng ta vào những bất hạnh, kìm hãm chúng ta. Còn thiên thần thì luôn luôn muốn chúng ta có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Vậy thì ở trong khoa học tâm linh này cũng chỉ ra chúng ta có hai loại tâm thức. Thì một loại gọi là tâm thức thấp. Tâm thức thấp thì nó mang cái tính phá hủy. Nếu một con người cụ thể có cái tâm thức thấp thì hành động của con người đó, tư duy của con người đó luôn luôn hướng về cái sự phá hủy mà trong vô thức họ không biết được. Họ cứ hành động như vậy, họ cứ tư duy như vậy, họ cứ ứng xử như vậy và nó tạo ra những bất hạnh trong cuộc đời họ. Đó là tâm thức thấp. Còn ở phía ngược lại là một loại tâm thức cao. Tâm thức cao thì luôn luôn mang tính tích cực, xây dựng và hạnh phúc thịnh vượng. Và chúng ta trong cuộc sống này thì có người nhìn sự kiện hiện tượng sẽ ứng xử với một cái tâm thức cao. Đó là cái tính xây dựng, sự hiểu biết, và họ an nhiên đón nhận để vượt qua mọi thách thức trở ngại và ngày càng đạt được thành công hạnh phúc. Còn ngược lại bên phía tâm thức thấp thì khi đối mặt với sự kiện hiện tượng thì cái uất hận trong họ nổi lên. Họ bắt đầu phá phách, họ hờn dỗi, họ cáu giận, họ đập phá, họ thể hiện mình và làm cho vấn đề càng trầm trọng hơn. Cuộc sống này có hai loại tâm thức và một lát nữa chúng ta sẽ nói chúng ta thường ứng xử với dùng cái tâm thức nào để chúng ta ứng xử trong cuộc đời mình. Và khi bất cứ một nguồn lực nào, một tư duy nào, một trải nghiệm nào, một đời sống nào, một môi trường nào được tích hợp trong chúng ta khá lâu, vậy thì nó sẽ kích hoạt lên não của chúng ta và nó truyền cho chúng ta một cái thông điệp để não ra một cái quyết định. Và quyết định đó biến trở thành những hành động bên ngoài của chúng ta và hành động đó thì mang đến một hậu quả hay là mang đến một kết quả. Vậy thì ở cái thế giới thực ngoài kia, chúng ta sẽ thấy rằng ở môi trường nào thì sẽ tạo ra con người như vậy. Và môi trường nào tạo ra con người như vậy, con người như vậy thì sẽ đi cùng với những hành vi như vậy. Và hành vi như vậy thì sẽ tương ứng tạo ra một kết quả tương ứng. Chúng ta đang đi về những vấn đề chung nhất. Và nhà huấn luyện Susan trong khóa học này đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện thế này. Có một chủ doanh nghiệp triệu đô. Ông là một chủ doanh nghiệp về thiết bị điện nước. Ông bán thép và sản xuất bóng đèn. Và ông đang thấy rằng công việc có vẻ đang xuống dốc và nguy cơ phá sản đến nơi rồi. Và ông đến Đại học Wannit hỏi hiệu trưởng rằng tôi làm thế nào? Tại sao công việc của tôi đang tốt đẹp như vậy? Hàng chục năm qua cái doanh nghiệp này đang tốt đẹp như vậy mà bây giờ nó đã đang đứng trước nguy cơ phá sản. Tất cả những chuyên gia của chúng tôi, chuyên gia giỏi, tất cả những bạn hàng hợp đồng lớn ngày xưa đều quay lưng lại và chống đối lại tôi. Và vị hiệu trưởng Wannit
Pawan này có nói rằng quan hệ của anh với bố thế nào, bố anh là ai, bây giờ như thế nào. Thì người chủ doanh nghiệp này có cho biết rằng là bố ông thì trước đây là giám đốc doanh nghiệp này và thời kỳ đó làm ăn rất tốt, cho đến khi ông lên làm chủ thì mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ. Vậy Pawan đã hiểu ngay nguyên nhân của vấn đề và nói rằng hãy quay trở về. Hãy quay trở về cải thiện mối quan hệ của anh với bố mình. Không cần biết rằng người chủ doanh nghiệp này kể rằng mối quan hệ ra sao, nhưng Pawan biết rằng nguyên nhân xuất phát từ đâu. Rồi thì người doanh nhân này mới nói rằng vậy thì tôi làm thế nào? Pawan nói hãy kể cho ông tất cả những điều gì mà anh đang gặp phải, tất cả những khó khăn gì anh đang gặp phải, tất cả những suy nghĩ cái gì, cảm xúc gì trong anh đang gặp phải. Và vị doanh nhân này bước về nhà. Sau khi mở căn phòng lớn của nhà mình ra thì thấy bố mình đang đọc báo. Và theo lời thực hiện của Pawan thì người doanh nhân này bắt đầu ngồi bên cạnh bố và bắt đầu kể chuyện về những khó khăn của mình khi làm chủ doanh nghiệp. Kể về những rối ren trong doanh nghiệp, kể về những bạn hàng quay lưng, kể về sự chống đối của công nhân. Nhưng ông bố vẫn âm thầm đọc báo. Và trong cái cảm xúc của người con bắt đầu dội lên. Mình đang nói chuyện mà bố chả nghe. Mình có cải thiện được điều gì nữa hay không đây? Nhưng rồi nhớ đến lời Pawan, anh ta vẫn tiếp tục kể. Rồi bỗng nhiên có một cảm xúc rất lạ trào ra. Và anh ta bắt đầu bật khóc. Anh ta bật khóc như mưa. Anh ta bật khóc như mưa. Càng kể càng khóc. Càng kể về những khó khăn của mình thì càng khóc lớn. Và rồi càng kể ra thì bỗng nhiên anh thấy nhẹ nhàng. Rồi sau khi kể hết câu chuyện, bố anh gập tờ báo lại, đến bên con trai, ôm vào ngực mình mà nói, con trai, ta sẽ cùng con xây dựng lại mọi chuyện. Và ông đã quay trở lại nhà máy cùng người con trai của mình, sắp xếp lại mọi chuyện. Và nó như có một phép màu vậy, chỉ 2 tháng sau khi người bố hợp sức lại cùng con trai của mình, thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Những bạn hàng quay trở lại tới tấp, những người quản lý cũ bắt đầu quay trở lại và họ bỗng nhiên xoay chuyển và trở thành bạn và họ hợp sức cùng nhau để vực lại nhà máy. Câu chuyện này thì làm tôi nhớ đến rất nhiều học viên của tôi trong những khóa học. Những khóa học NLP của tôi chuyên sâu là những khóa học mà trị liệu về giúp con người giải bỏ, giải phóng tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái tư duy tiêu cực, những cái niềm tin giới hạn và những cái mâu thuẫn trong bản thân. Và bây giờ tôi đã hiểu thêm một cách sâu sắc thêm nữa. Những nguồn cơn đó nó xảy ra từ đâu và như thế nào, nó ảnh hưởng nhân quả ra sao. Điều này tuyệt vời vô cùng, tạo cho tôi một bước đột phá mới nữa. Rất là mạnh mẽ, rất sâu sắc. Tôi nhớ về một học viên của tôi. Chị đã lớn lên trong một cái hoàn cảnh bị bố mẹ bạo hành, ngược đãi. Và chị lớn lên trong đau khổ và mang cái nỗi uất hận đó hàng chục năm trời. Khá nhiều học viên của tôi cũng đều mang cái nỗi uất hận đến, người thì 10 năm, người thì hơn chục năm, người thì 30 năm. Và sau đó đến khoa học thì họ đều giải tỏa được cái nỗi uất hận này khi hiểu ra rằng ở cái thời điểm đó, xảy ra cái bối cảnh đó thì một cái đứa trẻ như họ với cái sự hiểu biết như họ không thể nào lý giải được tại sao mình lại chịu cái nghịch cảnh bố mẹ bạo hành như vậy. Và một giải thích nữa, ở trong chương trình này chúng tôi biết rằng chúng ta không thể nào cho cái thứ mà chúng ta không có trong mình. Chúng ta không thể nào cho người khác cái thứ mà chúng ta không có. Mà cái thứ quan trọng nhất là tình yêu thương. Tình yêu thương thì có thể lấp đầy và giải quyết cũng như hóa giải được mọi chuyện trong cuộc sống này. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào cho người khác được cái thứ đó nếu bên trong mình không có. Mà nếu bên trong mình mà không có tình yêu thương thì cuộc đời này lại không thể thành công và hạnh phúc được. Không thể thành công và hạnh phúc được. Và đặc biệt, điều đầu tiên là tình yêu thương với bố mẹ mình. Tình yêu thương với bố mẹ mình. Vậy thì cái thông điệp trong livestream này là gì? Tất cả những ai, các bạn ạ, đang có cái mối quan hệ nó chưa tốt với bố mẹ mình, thậm chí có những mối quan hệ còn không nhìn mặt nhau,
Có rất nhiều học viên hay cũng rất nhiều người mà tôi nói chuyện, họ luôn luôn nói rằng mình không hợp bố mình không hợp mẹ mình. Cứ chớm nói chuyện với nhau là cãi nhau. Vậy thì các bạn hãy soi vào sự nghiệp của mình, hãy soi vào công việc của mình. Các bạn đang thịnh vượng hay suy thoái? Các bạn đang cảm thấy vui khỏe, cảm thấy rất nhiều năng lượng, hay là các bạn đang cảm thấy một cái sự bối rối bứt rứt, không yên trong mình? Hãy hình dung thế này các bạn. Bố mẹ chúng ta là gốc rễ. Con cái chỉ là lá và quả. Có phải là bố mẹ bắt đầu cho chúng ta cái thân này không? Bắt đầu từ việc thụ thai và cái giọt máu đấy bắt đầu hình thành chúng ta. Vậy thì bố mẹ có phải là bố mẹ lúc đó là đất để ươm cái hạt giống đầu tiên không? Và sau đó thì bắt đầu sinh thành nên chúng ta. Thì lúc đó bố mẹ bắt đầu là gốc để chúng ta là cái cây non bắt đầu mọc lên. Và cái cây non này bắt đầu lớn lên, lớn lên, lớn lên. Và bắt đầu ra hoa, ra trái, ra quả. Vậy thì cái hoa, trái, quả, lá này nó tươi tốt nhờ đâu vậy? Nó tươi tốt nhờ kết nối được với gốc rễ. Nó tươi tốt được nhờ kết nối với gốc rễ. Vậy gốc rễ bố mẹ ta lại được kết nối với ai? Kết nối với tất cả các thế hệ gia phả gia hệ trước đó của ông bà. Và gia phả gia hệ ông bà chúng ta trước thì kết nối với ai? Kết nối với toàn vũ trụ này. Kết nối với toàn vũ trụ này. Bởi vì trong một live stream trước tôi đã chia sẻ với các bạn, khoa học đã chứng minh rằng con người chúng ta thì cuối cùng là sóng và năng lượng. Là sóng và năng lượng. Bởi vậy, ở cái cấp độ toàn thể hơn, khi cái tôi của chúng ta bắt đầu bao la rộng lớn hơn trên cái cấp độ hành tinh này, thì tất cả trong chúng ta có nhau. Bởi vì nếu chúng ta có nguồn gốc chung là sóng và năng lượng, thì nghĩa là sóng và năng lượng nó ở xung quanh chúng ta. Sóng và năng lượng trong hành tinh này, sóng và năng lượng ở toàn cầu này, và ở cấp độ lớn hơn, thì trong chúng ta có nhau, trong tôi có bạn, trong bạn có tôi. Ở một cái cấp độ riêng rẽ nhỏ hơn, thì trong ông bà có chúng ta, trong bố mẹ có chúng ta, trong chúng ta có bố mẹ. Và quay trở lại chủ đề, bố mẹ là gốc rễ. Và nếu như cái mối quan hệ giữa cá nhân chúng ta với bố mẹ mà không tốt, thì bạn nhìn biết rồi đấy. Hãy kiểm tra lại công việc của các bạn, kiểm tra lại sự nghiệp của các bạn, kiểm tra lại cuộc sống gia đình của vợ chồng các bạn, kiểm tra lại cái mối quan hệ giữa bạn và các con bạn nó đang như thế nào. Bởi vì khoa học tâm linh cũng đã chỉ ra, nếu một người nào đó mà có mối quan hệ với bố mẹ mình không tốt và bây giờ có gia đình riêng, dù là người con gái hay dù là con trai, thì tất cả những cái hậu quả đó, những người trưởng thành đó đều mang về gia đình mình. Và điều đó, cái bi kịch đó, nó lại tiếp tục xảy ra tại cái gia đình nhỏ của mình. Nó lại tiếp tục xảy ra. Và các bạn có biết không? Cái đứa con, những đứa con là con gái hay con trai mà những người chủ gia đình ở tầm trung tuổi hay trẻ tuổi sinh ra, nó lại bắt đầu một cái hành trình mất kết nối với bố mẹ tiếp tục. Và nó lại tiếp tục một cái hành trình bối rối, suy thoái, mất phương hướng, trượt dốc, đổ vỡ. À, cuộc sống này là những mối quan hệ. Cuộc sống này là những mối quan hệ. Và trong đó chúng ta có những mối quan hệ như là với ông bà, với bố mẹ, với vợ và chồng, với con cái, với bạn bè, với đồng nghiệp cơ quan. Và tất cả đều là một mảnh ghép tròn cái bánh xe mối quan hệ. Mà bất cứ cái mảnh ghép nào trong bánh xe này nó bị lệch lạc, nó bị thiếu hụt thì đều bị ảnh hưởng đến các phần kia. Nhưng quan trọng nhất, cái mảnh quan trọng nhất, chìa khóa then chốt nhất trong cái vòng tròn mối quan hệ này, đó là cái mảnh ghép mối quan hệ giữa bố của chúng ta với bố mẹ. Và cho dù là bố mẹ có mất hay còn, thì họ vẫn còn đang ở trong chúng ta. Họ vẫn còn đang ở trong chúng ta bằng chứng là họ ở trong chúng ta với những cái lối tư duy của chúng ta,
họ ở trong chúng ta với cái cách ứng xử của chúng ta, họ ở trong chúng ta với cái nguồn năng lượng của chúng ta, họ ở trong chúng ta từng tế bào. Và từ đó chúng ta mới mang toàn bộ những khuôn mẫu này ra để ứng xử với cuộc đời mình, ứng xử với những mối quan hệ xung quanh chúng ta. Và các bạn có biết không, chừng nào cái mối quan hệ này dù bố mẹ đã mất đi rồi mà chúng ta vẫn chưa được cải thiện, thì chừng đó cuộc đời, sự nghiệp và cuộc sống nó vẫn còn bối rối. Bởi vậy các bạn ạ, hãy tìm cách, hãy tìm cách may thay cho những ai là bố mẹ vẫn đang còn sống. Và nếu mối quan hệ chưa tốt thì hãy quay trở lại chữa lành mối quan hệ này. Và nếu như bố mẹ đã mất rồi mà trước đó mối quan hệ chưa tốt thì hãy tìm mọi cách các bạn. Hãy tìm mọi cách. Khi bạn bắt đầu quyết tâm nghĩ đến điều này thì vũ trụ sẽ sắp xếp giải pháp, sẽ sắp xếp cơ hội và sắp xếp câu trả lời cho các bạn. Tôi sẽ chia sẻ tiếp các bạn ở phần này. Chúng ta đều trở thành cái gì mà chúng ta yêu, chúng ta ghét. Bởi vì chúng ta sẽ thể hiện ra ngoài hết. Tại sao trong cuộc sống này những người trẻ họ bắt đầu lúc khi lập gia đình thì họ rất là yêu nhau vậy, nhưng mà sau đó chỉ một thời gian sau thôi, hết cái tuần trăng mật đấy, họ bước vào những cái cuộc cãi vã nảy lửa, và cái gia đình nó trở thành một bi kịch ấy. Gia đình nó trở thành một bi kịch. Vì sao vậy? Vì cái mối quan hệ trước đó của những cái người chủ gia đình đó, là người vợ hoặc người chồng đó, đã có cái mối quan hệ với sự kết nối không tốt với bố và mẹ trước đó. Ví dụ như là người vợ này có thể cãi nhau với chồng, thì các bạn cứ lục tìm xem, hãy kiểm tra chính mình xem rằng trước đó mình có cái bất hòa nào với bố đẻ của mình không. Rồi nếu một người chồng mà lại có cái bất hòa với người vợ, thì vậy hãy kiểm tra rằng mình có cái bất hòa nào với mẹ của mình không. Tôi đọc đâu đó một cuốn sách, người ta cũng chứng minh rằng nếu một người phụ nữ mà bị lớn lên trong một cái gia cảnh bị bạo hành thì sau này cũng chọn những người chồng bạo hành, bởi vì giống như là một cái khuôn mẫu, người ta quen được cái điều đó và người ta dường như là người ta bị hút vào cái điều đó vậy. Bị hút vào cái điều đó và họ không thể lý giải nổi. Đúng, nếu chúng ta không hiểu về bản thân mình, nếu chúng ta không hiểu về những nguyên lý trong cuộc sống này, nguyên lý giữa cuộc sống, nguyên lý giữa thế giới vật lý và thế giới tâm linh, thì chúng ta sẽ không hiểu được những điều gì đang xảy ra xung quanh mình. Một vài người trong chúng ta thì coi bố mẹ là điều hiển nhiên. Tôi cũng vậy. Ngày trẻ tôi cũng vậy. Cũng coi như bố mẹ là điều hiển nhiên. Chúng ta ra đời là bố mẹ phải có nghĩa vụ nuôi chúng ta. Rồi bố mẹ phải có nghĩa vụ là cung phụng chúng ta. Rồi ra ngoài chúng ta học được một chút kiến thức thì bắt đầu về nhà có thể là cãi lại bố mẹ. Về nhà có thể coi bố mẹ là cổ lỗ. Coi bố mẹ là hiểu biết hạn chế. Rồi chúng ta có thể vùng vằng để có thể chê trách bố mẹ. Và rồi cái sự vùng vằng đấy lại còn bỏ đi cơ. Rồi không có báo hiếu, không có nuôi nấng được bố mẹ cơ. Điều đó là những sai lầm khủng khiếp. Và các bạn ạ, những người nếu mà đang có cái mối bất hòa nặng nề đến mức như vậy, hãy nhìn vào cuộc sống của mình hiện tại. Cái điều gì nó đang gây cho những bạn, các bạn ức chế vậy? Cái điều gì nó đang gây cho các bạn cái sự khó khăn, cái sự uể oải trong cuộc sống này, mất năng lượng cuộc sống này, và cái gì nó cũng rắc rối vậy? Chính là bạn đã mất cái kết nối với bố mẹ, mất cái kết nối với nguồn gốc của mình. Hãy quay trở lại. Hãy quay trở lại để cải thiện cái điều này. Nhưng nó có phải có phương pháp, phải có kỹ thuật thì các bạn mới làm được. Bởi vì nếu như các bạn không có cái năng lực đó thì dù có quay trở lại cũng không biết nói gì với bố mẹ, và thậm chí có khi lại một cái trận cãi vã nảy lửa tiếp theo. Mọi chuyện nó đều có nguyên nhân của nó. Nếu như các bạn đã bị bất hòa, mối quan hệ lại bị bất hòa với bố mẹ, các bạn cho rằng bố mẹ không hiểu nổi mình, thì hãy hiểu cái điều này. Các bạn hơn ai hết đã là người hiểu biết. Bởi vì các cụ lớn lên trong cái thế giới phong kiến, các cụ lớn lên trong cái thế giới bao cấp, cái thời điểm đó, tri thức, mối quan hệ, quan niệm xã hội
và tất cả cái ứng xử xã hội nó rất là lạc hậu, nó rất cổ hủ. Và nó cũng trở thành một cái thói quen với các cụ rồi. Và các cụ sẽ mang cái thói quen đó để ứng xử với các bạn. Và bây giờ vì các bạn có hiểu biết nên các bạn lại ứng xử ngược lại với những cái ứng xử của bố mẹ. Thì hãy hiểu hiểu cho bố mẹ mình rằng họ không có cái tình yêu, họ không có cái tình yêu trong mình theo cái cách mà con người ta xứng đáng được hưởng. Thì làm sao họ có thể trao cho bạn? Họ chỉ có thể trao cho bạn cái tình yêu của họ theo cái cách hiểu của họ, theo cái cách mà họ đã được giáo dục. Nghĩa là thương thì cho roi cho vọt, thương thì cho mắng cho tát. Ngõ hồ mong muốn rằng là con mình ngoan, con mình sẽ không vướng phải những cái điều hư tật xấu trong cuộc sống này. Nhưng chính những điều đó thì làm tổn thương đứa trẻ, tổn thương đứa trẻ trong bạn, trong tôi từ ngày đó. Bởi vì ở vào cái thời điểm đó, đúng hay sai, bị oan hay không bị oan, thì khi bị ăn đòn, khi bị so sánh, khi bị ức hiếp, thì cái đứa trẻ trong chúng ta này, nó đều hờn giận, nó đều uất hận, nó đều tủi hờn. Nó đều tủi hờn. Và chúng ta thì đã trưởng thành rồi. Đến bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm vai bố mẹ. Và chúng ta bắt đầu hiểu rằng là những trận đòn roi như vậy là vì bố mẹ thương mình mà thôi. Ở một cái cấp độ hiểu biết như vậy chưa đủ. Vì sao nó chưa đủ? Bởi vì trong những cái điều kiện bùng nổ, các bạn có thấy không? Bạn yêu thương con mình nhất mực. Bạn sống chết nỗ lực tất cả vì con mình. Nhưng mỗi khi bạn bực bội thì bạn cũng sẵn sàng gì sừng cổ với con, sẵn sàng thét vào mặt con, sẵn sàng cầm roi, sẵn sàng tét đứa bé ngay lập tức. Trong khi bạn thì nói rằng mình đã hiểu tình thương yêu của bố mẹ rồi. Đúng, bạn là người trưởng thành, bạn đã hiểu tình yêu của bố mẹ là như vậy. Nhưng cái đứa trẻ trong bạn, cái đứa trẻ đấy nó nằm trong tiềm thức của bạn thì nó chưa hiểu được điều đấy. Vì thế, trong những cái lúc mà bạn bị mất kiểm soát bởi ý thức thì đứa trẻ nổi loạn đấy nó thức dậy. Và đấy là những nguồn cơn của cáu giận, nguồn cơn của những cái trận lui đình, nguồn cơn của những cái tính khí bất kiểm soát trong bạn gây ra cho gia đình mình, con cái mình và những mối quan hệ xung quanh. Có rất nhiều điều về con người chúng ta. Và tự chung lại từ khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy, hay là khoa học tâm linh, sự hợp nhất cá thể, thì cả hai vẫn đều có cái sự chung nhất về những hiểu biết về con người. Chỉ là họ giải thích khoa học bằng một hướng khác, bằng một cái hướng khác. Mà các bạn có biết không? Trong thế giới này thì cái vô hình nó mới quyết định cái hữu hình. Cái vô hình nó mới quyết định cái hữu hình. Cái vô hình là suy nghĩ của chúng ta. Cái vô hình là tư duy của chúng ta. Cái vô hình là những khuôn mẫu tâm linh mà ông bà, bố mẹ truyền lại cho chúng ta. Cái vô hình là những cái đó. Và cái vô hình đó đang quyết định cái hữu hình là cái hành xử, cái tính cách, cái phẩm giá của chúng ta ở ngoài đời hiện nay. Và tất cả cái đó chúng ta đang thể hiện hiển lộ ra ngoài. Và cái sự hiển lộ đấy, các bạn hãy kiểm nghiệm bên cuộc sống của mình. Bạn đang có một cuộc sống như thế nào? Bạn đang có một tinh thần như thế nào? Bạn đang có một cái sức khỏe như thế nào? Bạn đang có một cái sự nghiệp như thế nào? Nó đều có nguồn gốc từ cội nguồn, đó là mối quan hệ với bố mẹ. Rất nhiều điều tuyệt vời nữa mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, nhưng sẽ để vào một cái dịp sau nữa. Bởi vì có thể trong một cái chừng mực nào đó, dù chỉ nửa tiếng thôi, nhưng những kiến thức này thì nó không dễ tiêu hóa. Nó không dễ tiêu hóa. Và các bạn hãy nghe đi nghe lại. Và nếu các bạn còn tìm hiểu tại sao thế, tại sao tôi phải quay trở lại để cải thiện mối quan hệ với bố mẹ mình, thì cái mối quan hệ của tôi với vợ, với chồng, với con cái, với tất cả các đồng nghiệp, với sự nghiệp của mình, nó mới tốt đẹp trở lại. Tại sao như vậy? Bạn cứ đọc đi. Bạn hãy tìm đọc tất cả những điều gì trước khi mà bạn vẫn còn nghi ngờ về cái việc là cải thiện lại quan hệ trước hết với bố mẹ mình. Và khi cải thiện được thì các bạn thấy chuyện tốt đẹp nó sẽ bắt đầu xảy ra. Điều này đã được minh chứng rất nhiều
Bởi vậy học viện Onnit của Ấn Độ họ mới trở nên nổi tiếng trên thế giới. Và những giảng sư của trường mới tạo ra những uy tín để giải phóng con người, để làm thế giới thành tốt đẹp lên. Và tôi đã có vô cùng may mắn khi mà càng ngày thì tôi càng tiếp cận được những kiến thức vi diệu. Tuyệt vời các bạn ạ. Phần cuối chương trình này, để tôi sẽ chia sẻ với các bạn điều này. Hãy tập trung vào phát triển bản thân mình. Đó là phát triển sự hiểu biết của mình. Chừng nào cái hiểu biết của mình còn ở mức độ thấp, thì chúng ta sẽ dùng tâm thức thấp. Mà tâm thức thấp thì tôi chia sẻ với các bạn ở phần ban đầu. Tâm thức thấp là cái tâm thức mà phá hủy. Là tâm thức rất là tiêu cực. Tâm thức phá hủy, phá bĩnh. Nó phá mọi thứ mà nó vô tình nó không biết. Còn cái tâm thức cao là cái tâm thức mang tính xây dựng. Tâm thức tích cực, tâm thức hiểu biết, tâm thức an nhiên đón nhận mọi chuyện. Và nếu như chúng ta chỉ có lớn lên rồi học hành trong những cái giáo trình của đại học, rồi chúng ta đi làm với những công việc bình thường, thì chúng ta vẫn còn đang dùng cái tâm thức thấp để ứng xử với cuộc sống này, ứng xử với bản thân mình, ứng xử với bố mẹ, ứng xử với tất cả các mối quan hệ xung quanh. Vì thế chúng ta mới có một cái gia đình đang như hiện tại. Cái gia đình đó sau cái tuần trăng mật là bước vào cái thời kỳ ở chung ở trọ. Coi như đấy chỉ là cái nghĩa vụ với nhau thôi. Chứ nó không có tràn đầy tiếng cười, nó không còn cái lãng mạn hạnh phúc hay cái sự tươi rói như cái ban đầu nữa. Đấy là chúng ta đang mang cái tâm thức thấp để ứng xử với nhau đấy các bạn. Và cái tâm thức thấp đấy nó lại bắt nguồn từ việc ta mất kết nối với mối quan hệ mẫu hệ. Cho nên nó mới xảy ra câu chuyện như vậy. Hôm nay thì chúng ta đã hiểu được cái nguồn gốc. Rồi để tôi chia sẻ với các bạn điều cuối cùng. Luật nhiệt động học. Luật nhiệt động học nói rằng trong chúng ta thì các cái nguyên tử được sắp xếp. Và mỗi một lần chịu cú sốc làm cho bấn loạn các cái hạt nguyên tử trong mình, thì các hạt nguyên tử đấy do bị sốc lên thì chúng lại tự tìm nhau. Và tự tìm nhau, nếu mà chúng kết hợp với nhau một cái sự hợp lý thì nó yên ổn, thì nó trở thành một cái kết cấu mới, chịu lực tốt hơn, bền bỉ hơn. Còn nếu cái cú sốc đấy mà các hạt vật chất nguyên tử đó nó lại tự tìm nhau không đúng, thì nó gây ra sự nhiễu loạn, nó làm yếu cái vật chất đó. Vậy thì các bạn sẽ ứng chuyện này ra con người. Con người chúng ta mỗi khi chịu một cú sốc, và nếu như chúng ta đủ hiểu biết để vượt qua nó, thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng và an nhiên. Nếu như lần sau nó lại đến thì mọi thứ chúng ta cảm thấy an nhiên, và chúng ta cảm thấy rất là gì, nhẹ nhàng khi nó đến. Đấy là các hạt vật chất chúng ta sau khi chịu một cú sốc trong đời, dù là về tinh thần, về kinh tế hay mối quan hệ, thì nó đều tạo ra một cú sốc để các hạt vật chất chúng ta sắp xếp lại. Và nếu chúng ta tỉnh thức, nếu chúng ta có đủ kiến thức, thì các hạt vật chất đó nó được tìm đến sự hợp lý, và chúng ta sẽ an nhiên để vượt qua nó. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi vượt qua nó, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Và tôi tin rằng trong đời các bạn đã vượt qua nhiều lần như vậy rồi. Và mỗi lần như vậy thì chúng ta trưởng thành hơn. Giống như việc rằng các bạn hãy nhìn lại quá khứ. Khi các bạn lâm vào một cái biến cố nào đó trong cuộc đời mình, thì ở cái thời điểm đó bạn cảm thấy như là nó trời sụp đến nơi rồi, cảm thấy như mình chết đến nơi rồi, không có cái gì có thể cứu vãn được mình. Nhưng đến bây giờ bạn nhìn lại thì sao? Bạn nhìn lại cái cú sốc đấy thì sao? Bạn thở phào, bạn cười. Bởi vì cái thứ đó nó quá vặt, nó quá là nhỏ bé. Nhưng ở cái thời điểm đó thì nó trở nên quá sức với bạn. Nhưng chính nhờ những cú sốc đó mà những hạt nguyên tử trong bạn bắt đầu được sắp xếp lại. Bạn trở thành người trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, dày dạn hơn và có hiểu biết hơn về những vấn đề như vậy. Và cuộc sống này sẽ tiếp tục lặp lại những cái thứ phức tạp hơn, to lớn hơn, và bạn lại tiếp tục phải đối mặt với nó. Và nếu bạn chọn cái cách đối mặt thì bạn sẽ trưởng thành và bạn sẽ dễ dàng vượt qua. Còn nếu bạn chọn cách né tránh, bạn tìm vào công việc, bạn tìm vào những cuộc vui thú với bạn bè,
Bạn tìm vào những du lịch đi phượt, hòng quên đi một cái gì đó, né tránh một cái điều gì đó đang gây buồn phiền bạn bên trong. Thì bạn thử nghĩ xem, sau những cuộc vui đó trở về, bạn thấy điều gì trong mình? Sự trống rỗng, mất năng lượng, rồi than trách bản thân mình. Mọi thứ như nó chẳng còn cái gì giá trị cả. Nó như là vô vô hồn vậy, vô giá trị vậy. Thưa các bạn hãy hình dung thế này. Giả sử rằng là bạn có một cái miếng sắt nó bằng gì? Bằng ba ngón tay này thôi. Cái miếng sắt. Và miếng sắt này là một vật chất. Là một dạng vật chất. Rồi bạn đưa miếng sắt này vào tủ lạnh đi. Để một ngày, rồi bạn lấy ra, bạn đặt lên tay mình. Bạn thấy cái điều gì, bạn cảm nhận được điều gì? Nó rất là lạnh đúng không ạ? Nó rất là lạnh. Rồi, vẫn miếng sắt này. Rồi bạn mang vào lò lửa. Bạn hâm nó nóng lên. Nóng vừa đủ thôi. Rồi bạn lấy nó ra, bạn đặt lên tay mình, bạn cảm thấy gì? Nó nóng, nóng bỏng đến nỗi bạn không chịu nổi, bạn hất ra. Vậy thì luật nhiệt động học cũng chứng minh một điều rằng vật chất, bất kỳ là điều gì trong cuộc sống này đều hấp thụ năng lượng. Đều hấp thụ năng lượng ở cái môi trường đó. Một cái môi trường mà nó ở trong đó. Rồi nó lại tỏa ra cái năng lượng đó. Nó lại tỏa ra ngoài, toát ra từ nó cái năng lượng đó mà tôi vừa chứng minh với các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn hãy ngẫm vào con người mình. Ngẫm vào con người mình. Các bạn đã từng được đặt vào môi trường nào của cuộc sống mình, của gia đình mình, của những bố mẹ mình, anh chị em mình, vùng quê mình? Bạn đã hấp thụ toàn bộ cái năng lượng tư duy, những khuôn mẫu từ đó. Và bây giờ bạn mang toàn bộ những năng lượng hấp thụ đó, bạn lại thể hiện ra ngoài cuộc sống này. Và bạn đang thể hiện đấy. Chính bạn có thể không hình dung nổi, chính bạn không hiểu tại sao mình lại ứng xử như vậy. Bằng chứng là bạn đang chối từ mọi cơ hội đang đến với bạn. Và chính bạn không biết rằng bạn đang chống lại thành công và chống lại hạnh phúc của bạn bằng việc chối từ phát triển bản thân. Chối từ phát triển bản thân. Bạn đang không biết rằng bạn đang chống lại mình. Chừng nào bạn còn chống lại mình thì bạn còn thấy cuộc sống này khó khăn. Chừng đó bạn còn thấy cuộc sống này bối rối. Chừng đó bạn còn thất bại, rồi lại thành công, rồi lại thất bại, rồi lại thành công, rồi lại thất bại. Và cái vòng lặp đó, nó lại tiếp tục với thế hệ của bạn nữa. Nếu như bạn không nhận ra rằng phải hiểu biết về cuộc sống này, phải hiểu biết về cái thế giới vật lý này, có những cái luật của thế giới vật lý này. Giống như có ở thế giới vật lý này, nó có cái luật trọng lực vậy, lực hút vậy. Lực hút, đúng không? Ở cái thế giới vật lý này, nhờ có lực hút thì con người chúng ta mới ở trên mặt đất. Và cũng có cái lực hút này, nếu bạn nhảy ra khỏi cái ngôi nhà 10 tầng thì bạn rơi oạch xuống và lên đường ngay lập tức. Nhưng nếu ở một cái thế giới khác, thế giới không trọng lực, thì bạn sẽ không thể nào đứng ở dưới cái sàn nhà, sàn tàu được đâu. Đặc biệt như những nhà du hành vũ trụ. Vậy thì chúng ta đang sống trong một thế giới nào thì nó có cái luật của thế giới đó. Vậy thì cái thế giới tâm linh cũng có luật của thế giới tâm linh mà chúng ta phải tuân theo. Đó là luật quan hệ mẫu hệ, luật quan hệ gốc rễ. Và cuộc sống này là mối quan hệ. Mối quan hệ là gốc rễ của mọi vấn đề. Khi mối quan hệ bị đổ vỡ thì dù có tiền tài, dù có mọi thứ thì con người chúng ta cũng trở nên trống rỗng. Nhưng vì sao mà mối quan hệ bị mất kết nối, bị mâu thuẫn? Vì sao mà công việc sự nghiệp lại bị rối ren như vậy? Bởi vì cái hiểu biết ở cái mức độ thấp của mỗi cá nhân chúng ta. Hiểu biết ở mức độ thấp thì chúng ta sẽ dùng cái tâm thức thấp. Mà tâm thức thấp thì nó sẽ mang tính phá hủy. Còn nếu chúng ta hiểu biết ở mức độ đủ để nhận thức được quy luật cuộc sống này, thì chúng ta sẽ dùng cái tâm thức cao để ứng xử với con người, tự nhiên và xã hội trong cuộc sống này. Và tâm thức cao thì mang tính xây dựng, tích cực và hạnh phúc, thịnh vượng. Và tôi xin phép được tạm dừng một phần nội dung trong khóa học thức tỉnh từ tồn tại đến sống thật. Và một buổi tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ các bạn những chủ đề sâu hơn. Và hy vọng rằng một phần nào đó sẽ gợi ra được trong các bạn những giải pháp,
những ý tưởng và thúc đẩy các bạn giải quyết vấn đề của cuộc đời mình, để các bạn có một cái trạng thái tinh thần thoải mái, để bố mẹ các bạn, họ cũng là người, họ cũng có lo lắng, họ cũng có nỗi sợ hãi, họ cũng có những sai lầm. Và cũng ở cái thời điểm đó thì họ không thể nào hiểu được cái điều đó, tại sao lại xảy ra với họ. Và họ chỉ có thể biết mang cái yêu thương đấy, mang cái tầm hiểu biết tâm thức thấp đấy chẳng hạn, ứng xử với bạn. Và bạn lại coi đó là cái thứ uất hận trong bạn. Và cái đứa trẻ đó thì nó vẫn đang nằm trong bạn. Bạn cần phải có kỹ thuật để hóa giải, để dỡ bỏ đi các bạn. Các bạn hãy tìm cách đi. Khi các bạn tìm cách thì cơ hội sẽ đến, mọi giải pháp sẽ đến với bạn. Nhưng bạn phải ra một cái quyết định cho mình rằng tôi phải giải quyết. Như vậy thôi các bạn. Rồi, một buổi tối cuối tuần, chúc các bạn vui vẻ. Và tôi cho rằng phần chia sẻ này là một điều tuyệt vời, là một món quà tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 48 của tôi gửi tặng các bạn. Bây giờ tạm biệt và chúc ngủ ngon.